5 chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Một thanh niên trẻ tuổi sử dụng thành thạo mạng xã hội Facebook để lừa với số tiền gần 8 tỷ đồng, đã lập tài khoản Facebook ảo, tham gia vào các hội nhóm của đạo Công giáo và kết bạn với các linh mục, các sư, rồi kết bạn và làm quen với nhiều người trong nhóm đạo Công giáo. Việc kết bạn với nhiều linh mục và các sư để tạo lòng tin trong cộng đồng mạng Công giáo làm bình phong cho phi vụ lừa người Công giáo. Vì thấy người này kết bạn với nhiều linh mục, nhiều sư nên người Công giáo không đề phòng cảnh giác, nên anh ta đã dễ dàng chiếm được gần 8 tỷ đồng mà anh ta đã hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản. Đây là một cảnh tỉnh cho những ai khi quen biết trên mạng. Hiện tình trạng lừa trên mạng xảy ra rất nhiều, dù cách thức cũ nhưng vẫn nhiều người bị lừa vì nhẹ dạ cả tin. Vậy anh ta đã lừa lấy được bằng cách nào? Sau đây mời anh chị em xem chi tiết. Theo trang congiao.vn, một thanh niên trẻ tuổi nhưng đã sử dụng thành thạo mạng xã hội Facebook để lừa với số tiền gần 8 tỷ đồng từ những người làm từ thiện. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa bắt giữ Lê Thanh Phụng, sinh năm 2003, ngụ phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, để làm rõ hành vi sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vào đầu tháng 3 năm 2021, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được đơn trình báo của bà H, thành phố Huế, bị mất số tiền 537 triệu đồng. Bà H là người thường đứng ra nhận tiền quyên góp từ thiện, giúp các hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8 tháng 3, bà H nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, thông báo nhận được tiền chuyển từ dịch vụ là 23 triệu với nội dung tiền ủng hộ. Sau đó, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện vào hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà H đã làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng tiêu hủy toàn bộ SIM, điện thoại di động, tài khoản nội dung tin nhắn. Mặc dù địa điểm gây án là tại một quán Internet ở tỉnh Quảng Trị, nhưng Phụng đã lẫn trốn vào tận Tây Nguyên, nhưng vẫn bị công an bắt giữ được. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phụng đã lập tài khoản Facebook ảo, tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên Chúa và kết bạn với các linh mục, các sư, rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm. Sau khi nhắm được con mồi, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện, nói chuyện, rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân tin tưởng, y gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền. Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản email do Phụng quản lý. Sau đó, đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng mã OTP trên điện thoại, nên lệnh chuyển không được thực hiện. Phụng lại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại. Số tiền chiếm được gần 8 tỷ đồng, Phụng hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Để tránh lừa qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình